Kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý. Ngày hội Chủ nhật đỏ lần thứ 16 năm 2024 với thông điệp Hiến giọt máu đào, sinh mệnh bạn và tôi đã vận động được hơn 670 đơn vị máu cho các bệnh viện của thành phố Cần Thơ. Chiến dịch giờ trái đất 2024 thông qua 1 giờ tắt đèn nhắc nhở cộng đồng, tiếp tục thực hiện việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và lan tỏa hành động này trong suốt 365 ngày của năm. Xảy ra hiện tượng rụng trái non trên cây sầu riêng, ngành chức năng thông tin nguyên nhân và khuyến cáo các biện pháp phòng tránh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương tỉnh Tiền Giang và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh Tiền Giang trong việc tạo tiền đề, định hướng, phát triển và thu hút đầu tư của địa phương, giữ vai trò là cầu nối giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Theo quy hoạch đến năm 2030, Tiền Giang cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, có các vùng động lực trung tâm kinh tế về công nghiệp du lịch, kinh tế biển và đô thị. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế sẽ đạt từ 7 đến 8% một năm. Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại có trình độ phát triển khá của đất nước. Tiền Giang cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn để hiện thực hóa mục tiêu quy hoạch. Thưa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định công bố quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Tiền Giang. Dịp này Tiền Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng số vốn gần 17.000 tỷ đồng, đồng thời trao quyết định chủ trương nghiên cứu đầu tư cho 10 dự án khác với tổng số vốn khoảng 37.000 tỷ đồng. Sáng ngày 24 tháng 3, Hội đồng lâm thời họ Trần thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề Đoàn kết nghĩa tình trách nhiệm vì họ tộc. Tới dự và chúc mừng đại hội có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ qua các thời kỳ cùng đại diện Ban chấp hành họ Trần Việt Nam, họ Trần các tỉnh và hơn 170 đại biểu đại diện cho hội viên họ Trần tại thành phố Cần Thơ. Tại đại hội đại biểu dòng họ Trần thành phố Cần Thơ đã ôn lại những trang sử truyền thống hào hùng của họ Trần. Theo đó, họ Trần là dòng họ lớn thứ hai tại Việt Nam. Trong lịch sử, họ Trần luôn đồng hành cùng với các dòng họ khác tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đại hội đã tổng kết hoạt động của Hội đồng lâm thời trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, nhằm thực hiện tôn chỉ mục tiêu của họ Trần Việt Nam hướng tới xây dựng dòng tộc họ Trần thịnh vượng, hạnh phúc, vững mạnh, văn minh, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ giàu mạnh, tươi đẹp. Đồng thời tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu ban chấp hành Hội đồng họ Trần thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 24 thành viên là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, trách nhiệm và tâm huyết với dòng họ, góp phần xây dựng họ Trần thành phố Cần Thơ mãi là dòng họ văn hóa, văn minh, tiến bộ. Dịp này đại hội cũng ra mắt câu lạc bộ phụ nữ, câu lạc bộ sĩ quan và hội danh nhân họ Trần thành phố Cần Thơ. Cũng sáng nay, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với báo Tiền Phong, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức ngày hội Chủ nhật đỏ lần thứ 16 2024 với thông điệp Hiến giọt máu đào, sinh mệnh bạn và tôi. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố. Chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng trong lực lượng cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, khơi dậy tinh thần sẵn sàng tình nguyện tham gia hiến máu cứu người, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Đồng thời, qua các hoạt động tình nguyện này còn giúp xây dựng hình ảnh đẹp của tuổi trẻ của các chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân. Với tinh thần nhiệt huyết, tình nguyện, sẵn sàng chia sẻ những giọt máu hồng, 479 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ cùng đoàn viên thanh niên sinh viên đến từ trường đại học cao đẳng trên địa bàn đã tham gia và hiến hơn 670,6 đơn vị máu, qua đó bổ sung nguồn máu quý giá để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.
Thưa quý vị, vào tối hôm qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ tổ chức sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024. Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể thành phố, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cùng đại diện các đơn vị trực thuộc thành đoàn và khoảng 300 đoàn viên thanh niên. Sau các tiết mục văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi để chuẩn bị cho hoạt động tắt đèn trong một giờ đồng hồ, Thành đoàn Cần Thơ còn chiếu video clip để đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về ý nghĩa và nguồn gốc sự kiện Giờ Trái Đất, cũng như các hoạt động của tuổi trẻ thành phố trong hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024. Tại chương trình còn diễn ra hoạt động tìm hiểu về chiến dịch Giờ Trái Đất và các kiến thức về tiết kiệm năng lượng. Tại đây, đại diện ngành điện cũng đã trao tặng cho tuổi trẻ thành phố Cần Thơ biểu trưng về các công trình hỗ trợ thực hiện các hoạt động trong chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024, đồng thời thực hiện nghi thức tắt đèn trong một giờ đồng hồ từ 20:30 đến 21:30. Cũng trong tối qua, nhiều đơn vị doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất năm 2024 như tắt bớt các biển hiệu quảng cáo, đèn trang trí ngoại vi và các thiết bị sử dụng điện không cần thiết. Đặc biệt tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ khách sạn, trung tâm thương mại còn thiết kế những standee, banner, backdrop để truyền tải thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen và thắp nến xếp biểu trưng 60 cộng để cổ động cho sự kiện Giờ Trái Đất năm 2024. Thưa quý vị, chiến dịch Giờ Trái Đất được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF khởi xướng từ năm 2007 và Việt Nam tham gia từ năm 2009. Hưởng ứng chiến dịch này, trong suốt 15 năm qua, các địa phương trên cả nước và ngành điện đã nỗ lực truyền thông về các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng gắn với bảo vệ môi trường. Năm nay, chiến dịch Giờ Trái Đất tiếp tục truyền tải thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen tới cộng đồng. Tại thành phố Cần Thơ vào tối hôm qua và trước đó thì đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực để góp phần lan tỏa việc tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện ngày một sâu rộng. Chương trình Giờ Trái Đất được Thành đoàn Cần Thơ phối hợp tổ chức trong tối hôm qua nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức được vai trò quan trọng của thế hệ trẻ đối với công tác bảo vệ môi trường, để qua đó cùng vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Em nhận thức là tiết kiệm điện sẽ góp phần giảm thiểu tác hại đến biến đổi khí hậu cũng như là góp phần bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, em cùng gia đình và vận động đoàn viên thanh niên của tuổi trẻ thành phố Cần Thơ chung tay tiếp tục hưởng ứng các hoạt động tiết kiệm điện cũng như là giữ gìn vệ sinh môi trường. Sắp tới, Thành đoàn Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các bạn đoàn viên thanh niên tiếp tục thực hiện các công trình phần việc cũng như các mô hình hiệu quả trong cái việc mà tuyên truyền thực hiện cái việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong đoàn viên thanh niên ngày càng mạnh mẽ hơn, nhằm lan tỏa cái ý thức tiết kiệm đến đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn thành phố. Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và dự báo nguồn cung điện bị hạn chế, các hoạt động tuyên truyền, truyền thông liên quan đến tiết kiệm điện càng phải được đẩy mạnh hơn nữa. Đối với ngành điện, bên cạnh nỗ lực phối hợp truyền thông, cũng mong muốn các cơ quan, ban ngành và địa phương tiếp tục phối hợp mạnh mẽ hơn trong triển khai thực hiện công tác tiết kiệm điện đến từng nhóm khách hàng. Trong đó, hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng điện trọng điểm, thực hiện kiểm toán năng lượng để qua đó thay đổi máy móc, dây chuyền công nghệ nhằm tiết giảm việc tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị sản phẩm. Đồng thời tuyên truyền đến các hộ gia đình thực hiện theo chỉ thị số 20 của Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Đối với nhóm khách hàng về hành chính sự nghiệp, đề nghị là Sở Công Thương tổ chức các đoàn kiểm tra và giám sát theo dõi điện năng sử dụng điện hàng ngày, hàng tháng của các cơ quan này trên cơ sở dữ liệu được chia sẻ của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ để chúng ta có những cái biện pháp, có những giải pháp thực hiện cái việc là tiết kiệm. Và đặc biệt là tôi rất mong muốn với khách hàng là chính là các cái đơn vị chiếu sáng thì thực hiện cái việc là tiết giảm các cái ánh đèn chiếu sáng trên các hệ thống đường giao thông thông qua những cái chỉ tiêu là chúng ta tiết giảm 30-50% là cái lượng điện chiếu sáng. Có nhiều cái hình thức tuyên truyền sử dụng là các cái kênh Zalo, Facebook và thông qua các cái đoàn viên hội viên, đặc biệt là đối với các cái bạn trẻ thanh niên để chúng ta có cái sự lan tỏa và mong muốn cái phong trào phải đi vào thiết thực và chiều sâu. Theo ghi nhận, chỉ trong một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất, từ 20:30 đến 21:30 trong tối hôm qua, thành phố Cần Thơ đã góp phần cùng cả nước tiết kiệm được 428.000 kWh điện, tương đương số tiền khoảng 858,9 triệu đồng. Giờ Trái Đất nhắc nhở mọi người tiết kiệm điện không chỉ trong một giờ đồng hồ,
mà mọi tổ chức cá nhân cần ghi nhớ và thực hiện thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả năm để việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng thực sự trở thành thói quen và ngày càng lan tỏa. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 3, Đoàn Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Ngày Đoàn Viên với chủ đề Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Ngày Đoàn Viên năm nay có nhiều hoạt động như cuộc thi sáng tạo mô hình với chủ đề Đại học Cần Thơ trong tôi là, cuộc thi thiết kế trang phục với chủ đề Bản sắc, chương trình văn nghệ giao lưu, cuộc thi nấu ăn hương sắc Việt và trưng bày thuyết trình đặc sản địa phương. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Trường Đại học Cần Thơ, 31 tháng 3 năm 1966, 31 tháng 3 năm 2024. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024 và Tháng Thanh niên năm 2024. Hoạt động đã tạo không gian giao lưu văn hóa giữa sinh viên nhà trường và du học sinh, giảng viên, giáo sư nước ngoài đang học tập và làm việc tại trường. Qua đó góp phần nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế cho sinh viên, cũng như phát huy khả năng sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. Cũng sáng nay, Ban chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Ngày Đoàn Viên 2024 nhằm thi đua lập thành tích hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ Ngày Đoàn Viên, ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng cho đoàn viên khó khăn vừa làm vừa học, mỗi suất 1 triệu đồng, tặng 8 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi chiếc trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Ký nhận 2 căn nhà nhân ái cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở quận Cái Răng và huyện Cờ Đỏ, mỗi căn trị giá 52 triệu 500 ngàn đồng. Trao bảng tượng trưng thực hiện công trình thắp sáng đường quê và đường văn minh đô thị cho huyện Thới Lai và quận Cái Răng, tổng kinh phí 65 triệu đồng. Các công trình hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã vận động xã hội hóa trên 210 triệu đồng. Dịp này, Ban chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp còn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên cho 30 đoàn viên ưu tú và các hoạt động vận động, trò chơi dân gian và thi đổ bánh xèo. Thưa quý vị, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, mới đây Đoàn khối cơ quan chính đảng tổ chức hành trình kết nối thanh niên quốc tế đến với các di tích lịch sử thành phố Cần Thơ năm 2024, gọi tắt là City Tour. Hành trình này không chỉ có đoàn viên thanh niên trong khối mà còn có sự tham gia của các sinh viên quốc tế đang theo học tại thành phố Cần Thơ. Đây cũng là dịp giao lưu, kết nối du học sinh nước ngoài, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Cần Thơ đến với bạn bè quốc tế. Kim Ngọc, Thu Ngân, xin chào quý vị. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ không chỉ được biết đến với những cảnh đẹp, những vườn trái cây chịu quả hay là những người dân nhân hậu, hiền hòa, mến khách, mà nơi đây còn bao gồm cả kho tàng lịch sử với biết bao chiến công hào hùng của những người dân mảnh đất Tây Đô. Hôm nay, Thu Ngân và Kim Ngọc xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và đặc biệt trong chuyến đi ngày hôm nay có sự góp mặt của các bạn quốc tế đến từ Campuchia. Kính thưa quý đoàn, tại Khám Lấn Cần Thơ cũng đã chứng kiến nhiều sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng vì lẽ yêu nước, đòi độc lập tự do mà phải chịu cảnh đọa đày về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí có những em tuổi còn vị thành niên cũng bị quân địch bắt giam tại đây. Khi mà những cái chị mà thuyết minh á, thì chị có nói đến là những cái đoàn viên thanh niên có 14, 15 tuổi thôi, nhưng đã có những cái hy sinh rất là to lớn, thì lại càng làm cho em là với cái độ tuổi mà đoàn viên thanh niên hiện tại bây giờ càng phải cố gắng hơn nữa. Tại vì thế hệ cha anh đã rất là anh dũng, đã có những cái sự hy sinh cao cả để giúp cho chúng em có được cuộc sống bình yên ngày hôm nay. Tổ khoa Bùi Thủ Nghĩa, đây cũng được coi là một nhân chứng sống cho tinh thần hiếu học của người dân thành phố Cần Thơ. Và
em là một sinh viên, là một đoàn viên thì em cảm thấy rất là tự hào và lấy đó là động lực và noi gương theo thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa để em có thể cố gắng học tập và rèn luyện hơn nữa. Thì em cảm thấy là con người Việt Nam đã có những tinh thần chiến đấu và hy sinh về để giành độc lập cho đất nước, và sự cố gắng học hỏi của ông, của những người Việt Nam cũng như là đặc biệt là ông Bùi Hữu Nghĩa. Hôm nay em rất là vui khi được tham gia hoạt động của City Tour năm 2024. Và bây giờ hiện tại em đang ở căn cứ Vườn Mận. Em cảm thấy ở đây không chỉ là ở khu du lịch mà còn là di tích lịch sử của ở thành phố ở Cần Thơ. Em rất là vui khi được tham gia và em sẽ giới thiệu với bạn bè người Campuchia về lịch sử ở Việt Nam. Hành trình đến với các di tích lịch sử của đoàn là một trong những cái mục tiêu mà Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan Nghiên chính Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức hàng năm, và năm nay là năm thứ tư được tổ chức thực hiện. Nhưng mà đặc biệt trong năm 2024 này cũng là một trong những cái yếu tố mới để nhằm kết nối với thanh niên quốc tế, bạn bè quốc tế, giới thiệu về đất nước và con người đặc biệt của Cần Thơ, và thông qua các di tích lịch sử để thấy được những cái truyền thống đấu tranh vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước của quê hương Cần Thơ. Thưa quý vị, tuy là một hành trình ngắn nhưng đã giúp cho lớp trẻ chúng mình có thể trân trọng những hy sinh cũng như là cống hiến của thế hệ cha ông, và từ đó sẽ có được những hành động thiết thực để phát huy, kết nối cũng như là giới thiệu những di tích lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và Kim Ngọc cũng như chị Thu Ngân tin chắc rằng qua chuyến hành trình vừa rồi cũng sẽ góp phần đem lại hình ảnh Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đến gần hơn với các bạn bè quốc tế. Và Kim Ngọc hy vọng rằng là chúng ta sẽ ngày càng biết trân trọng và trân quý những gì mà chúng ta đang có, và cùng nhau xây dựng cũng như giữ gìn một đất nước thật tươi đẹp. Sáng nay tại khu du lịch sinh thái Ông Đề, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức hội thi tiểu phẩm truyền thông công tác xã hội với chủ đề Công tác xã hội tại cộng đồng đối với đối tượng dễ bị tổn thương, kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 và kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ Tuổi Hồng. Tham dự có đại diện các sở ban ngành thành phố có liên quan, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ, Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố, Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 9 quận huyện, các câu lạc bộ Tuổi Hồng trên địa bàn thành phố. Hội thi có 12 đội tham gia, mỗi đội có từ 5 đến 7 thành viên. Các đội dự thi biểu diễn một tiểu phẩm với thời gian tối đa là 10 phút, nội dung thể hiện được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ công tác xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng dễ bị tổn thương khác. Qua đó nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đơn vị huyện Thới Lai, giải nhì cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy. Giải ba là quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ và Trung tâm Công tác xã hội. Dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho 9 tập thể và 2 câu lạc bộ Tuổi Hồng đã có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em năm 2023. Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ cũng trao 20 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài là một trong những yếu tố làm ảnh hưởng đến cây sầu riêng đang trong giai đoạn làm trái. Hiện tại, một số nhà vườn xảy ra tình hình rụng trái non trên cây sầu riêng khiến bà con bất an trước mùa vụ năm nay. Đây là khu vườn sầu riêng cầm chắc sẽ bị thất mùa ở xã Trường Long, huyện Phong Điền. Dưới gốc cây, nhiều lớp trái, lớp nụ nằm la liệt, lớp mới rụng tiếp tục chồng lên lớp cũ. Trên cành thì nhiều chỗ bông rụng hết, chỉ còn trơ lại mấy mớ cuống khô. Có cây còn bị cháy lá xác xơ, trông rất đau lòng. Sầu riêng là một trong 10 loại cây ăn trái chủ lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cây sầu riêng thường bắt đầu ra mắt cua vào khoảng cuối tháng 12 đến tháng 2 dương lịch, tùy theo vùng trồng. Thời điểm này rơi đúng vào cao điểm mùa khô ở miền Nam. Năm nay, tình hình thời tiết khô hạn nặng hơn mọi năm nên ít nhiều ảnh hưởng đến các loại cây trồng. Do sầu riêng có giá trị kinh tế cao nên các nhà vườn đã mạnh dạn dồn rất nhiều tiền của tâm sức vào đây. Năm nay gặp cảnh cây bị đổ bông, đổ trái không rõ nguyên nhân làm cho nhiều nhà vườn cảm thấy bất an.
Không chỉ có ở thành phố Cần Thơ, tình hình rụng trái non trên cây sầu riêng gần đây trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhất là bà con nông dân trồng sầu riêng. Các hội nhóm trồng sầu riêng trên các nền tảng mạng xã hội liên tục cập nhật thông tin về tình hình bất lợi trước tác động bất thường của mùa khô, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nhằm giảm bớt thiệt hại trên cây trồng tỷ đô này. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ hiện có trên 4.800 hectare sầu riêng. Tuy diện tích bị rụng trái non trên cây sầu riêng ở Cần Thơ chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng thực tế này cũng rất cần được xem xét phân tích thấu đáo nhằm giúp nhà vườn giảm bớt thất thoát trong quá trình canh tác. Sau đây là phỏng vấn nhanh giữa phóng viên Đài với ông Huỳnh Thanh Vui, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ xung quanh hiện tượng rụng trái non sầu riêng và khuyến cáo một số giải pháp để giảm thiệt hại cho bà con. Thưa ông, trong cái vụ sầu riêng năm nay thì cũng có một số cái nhà vườn đó thì gặp cái tình trạng mà rụng trái đầu mùa đó, thì cái tình hình này nó như thế nào ở Cần Thơ mình? Thì thông tin là có sầu riêng rụng đầu mùa thì ngành nông nghiệp chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương đi thống kê cái diện tích lại có như thế nào để nắm lại, thì cũng có một số ít vườn là bị rụng trái non. Thì đó là những cái vườn thì theo thống kê của chúng tôi là đối với những vườn là làm vụ trái đầu tiên thôi, bà con nông dân rất là thiếu kinh nghiệm trong vấn đề xử lý rồi để trái. Tuy nhiên thì nó cũng có kết hợp với điều kiện đó là đúng vào cái giai đoạn là nắng rất là nóng cực đó, đó là làm cho cây nó bị sốc nhiệt, nó dẫn đến trái nó bị rụng, kết hợp với cái giai đoạn đó là rụng sinh lý nữa, nên là nó có rất là nhiều nguyên nhân để làm cho rụng trái sầu riêng trong giai đoạn này. À, như vậy để rút kinh nghiệm cho các nhà vườn chuẩn bị để trái đó thì mình có những cái khuyến cáo gì không ạ? Thì đối với sầu riêng, đặc biệt là trong mùa nắng thì bà con nên có một số cái lưu ý là chúng ta phải là giữ cỏ trong vườn trong mùa nắng để mà tạo độ ẩm. Thứ hai nữa là chúng ta phải tưới nước thường xuyên, thì tưới nước thì đối với nắng nóng nhiều quá thì chúng ta tưới ngày thì có thể 1 đến 2 lần, rồi vừa sáng sớm hoặc chiều mát, chúng ta không nên tưới vào giai đoạn nắng trưa. Nếu được nữa thì bà con có thể là nếu mà nắng quá thì bà con có thể tưới lên trên tán lá luôn, thì đó là làm cho giúp giảm nhiệt. Ngoài ra thì bà con cũng lưu ý là sử dụng các cái phân hữu cơ là nhiều để giữ độ ẩm trái đất, thì lúc cho giúp cho cái phần mà cây nó sẽ đủ nước thì nó hạn chế vấn đề rụng trái. Nếu những nhà vườn mà người ta chưa có nhiều kinh nghiệm trong trồng sầu riêng thì khi gặp tình trạng này thì người ta phải liên lạc với ngành chức năng như thế nào để được hướng dẫn ạ? Thì đối với mà hiện nay thì đối với chi cục thì nó có các cái đơn vị là trực thuộc ở các quận huyện rồi, thì bà con nông dân mình thì cứ liên hệ lên huyện là gặp ngành nông nghiệp là ta sẽ cử người xuống để mà hướng dẫn. Ngoài cái chuyện đó thì cơ quan chúng tôi cũng thường xuyên là cử cán bộ kỹ thuật đi nhà vườn để thăm nếu trong cái tình trạng có nắng nóng như thế này để hỗ trợ bà con trong cái vấn đề quản lý. Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, tuần lễ xoài các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 vừa khai mạc tại siêu thị Go An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình kéo dài cho tới hết ngày 27 tháng 3 tại các hệ thống siêu thị Go, Big C và Top Market trên toàn quốc. Các siêu thị trên sẽ áp dụng giảm giá đến 40% cho các sản phẩm xoài như là xoài keo vàng, xoài cát chua Việt Gáp, xoài cát chua vàng Việt Gáp, xoài keo, xoài dài giống Đài Loan Việt Gáp, xoài cát Hòa Lộc Việt Gáp đến từ các tỉnh có diện tích trồng xoài lớn bậc nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang. Tại đây cũng sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng các món ăn thức uống chế biến từ xoài như là xoài lắc, bánh Danish xoài, bánh pudding xoài, trà xoài Hawaii, gỏi xoài, tôm thịt, xoài xoài ngũ sắc. Thưa quý vị, để hạn chế số vụ cháy nổ trong mùa khô nắng nóng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ và các quận huyện vừa kiểm tra đồng loạt việc chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy đối với chợ truyền thống. Thành phố hiện có gần 80 chợ truyền thống tập trung ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn. Trong thời gian qua, một số chợ đã được đầu tư nâng cấp để phục vụ cho việc mua bán. Đồng thời, ban quản lý các chợ cũng đã trang cấp các phương tiện chữa cháy và vận động hộ tiểu thương trang bị bình chữa cháy, bố trí các tổ đội ứng trực phòng ngừa quả quạng tại chợ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, một số chợ truyền thống như chợ Miễu Ông, chợ Ba Xe, chợ Long Hòa chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định này. Hộ tiểu thương còn câu nói điện bừa bãi, thắp nhang đền thờ cúng trong chợ, chưa biết sử dụng bình chữa cháy và cũng chưa có phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định. Những hạn chế này đã được ngành chức năng hướng dẫn khắc phục và sẽ hậu kiểm kết hợp xử lý đối với những trường hợp không chấp hành.
Vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 23 tháng 3 tại nhánh sông Phong Điền, ngay cầu Nhiếm thuộc ấp Trường Đông A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, đã xảy ra vụ va quẹt giao thông làm hư nhịp giữa cây cầu này. Ông Lê Hoài Mến, ngụ ấp Vĩnh Đông, xã Vĩnh Quế, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, điều khiển tàu sắt số TV-3899 tải trọng 596 tấn, chở theo 350 khối đá phục vụ cho việc thi công công trình đường tỉnh 918 thuộc xã Tân Thới. Phương tiện lưu thông theo hướng chợ Cầu Nhiếm về hướng chợ Ba Xe. Khi đến Cầu Nhiếm thì tàu chui qua cầu, dướng vào thanh kim loại cố định đường dẫn ống nước qua sông và dướng vào nhịp giữa của cầu, mắc kẹt không ra được. Hậu quả làm biến dạng thanh kim loại dẫn ống nước qua sông và lệch nhịp giữa của cầu Nhiếm. Ngay khi xảy ra sự cố, cảnh sát giao thông công an huyện Phong Điền và công an xã Tân Thới đã đến hiện trường và tiến hành hạn chế lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn, đồng thời xúc tiến kế hoạch khắc phục sửa chữa. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.